Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được dự đoán là sẽ còn căng thẳng và kéo dài tới năm 2023. Xét về tương quan lực lượng giữa hai bên ở thời điểm hiện tại, thì dường như cả phương Tây và Ukraine đều đã chủ quan khi đưa ra những nhận định đánh giá thấp về kho vũ khí và năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga. Trên thực tế, dường như Nga đã chuẩn bị khá kỹ trong nhiều năm cho cuộc chiến này. Vào giữa tháng 10 năm 2022, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ước tính kho tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga đang cực kỳ thấp. Ước tính đó của Ukraine là dựa trên kho tên lửa của Nga vào thời gian đầu của cuộc xung đột quân sự Ukraine-Nga. Tình báo Mỹ cũng đã có sự tính toán nhầm. Ngay sau khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu, tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ hết tên lửa Kalib vào ngày 20 tháng 3, song trên thực tế lại không phải như vậy. Theo các nguồn tin khác nhau, Nga sử dụng khoảng 90 tên lửa hành trình và UAV cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng và các trung tâm chỉ huy liên lạc của Nga vào ngày 15 tháng 11. Tiếp đó, vào ngày 17 tháng 11, Nga lại mở thêm một đợt không kích nữa, cũng sử dụng tên lửa và UAV. Ngoài đánh giá thấp kho vũ khí ban đầu, giới chức phương Tây còn nhầm trong đánh giá về năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga sau khi hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây. Vào tháng 10 năm 2022, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đang cản trở năng lực của công nghiệp quốc phòng Nga trong sản xuất vũ khí, cũng như thay thế các vũ khí bị phá hủy trong xung đột vũ trang. Trên thực tế, Nga dường như vẫn nắm vững thế chủ động về tiềm lực quốc phòng, bất chấp việc phương Tây áp đặt vô số các lệnh trừng phạt cấm vận lên nước này. Không loại trừ khả năng Nga đã tính toán và lên kế hoạch trước về một chiến dịch quân sự của hiện tại và bắt đầu xây dựng kho tên lửa dẫn đường chính xác từ nhiều năm trước. Ngoài ra, trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp vũ khí Nga đã tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống Nga là cấm sử dụng các linh kiện nước ngoài. Do vậy, Nga thực sự đã chủ động với nguồn nguyên liệu sản xuất vũ khí trong nước. Đánh giá của phương Tây về tác động mạnh của các lệnh trừng phạt lên hàng vi điện tử xuất khẩu sang Nga có thể phần lớn chỉ là mong muốn chủ quan. Dường như Nga đã dày công chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Hiện nay, đã có những bằng chứng cho thấy có thể cả Mỹ và khối quân sự NATO đã sai khi đánh giá ban đầu rằng Nga sẽ không thể chiến đấu dài lâu trước một nước Ukraine được vũ trang hạng nặng và được cung cấp đầy đủ các mặt. Bởi lẽ, không phải ngẫu nhiên mà một số quan chức Mỹ đã bắt đầu cổ suý cho việc Ukraine cần phải đàm phán hòa bình với Nga trước bối cảnh Ukraine khó giành lại lãnh thổ thông qua vũ lực. Sau các cuộc giao tranh ác liệt vào mùa thu, xung đột Nga-Ukraine hiện giờ đang ở giai đoạn bước ngoặt mới, đầy khó khăn, nhưng cả hai bên đều không sẵn sàng đình chiến. Đặc biệt, các lực lượng Ukraine hiện phải đối mặt với những thách thức lớn khi tìm cách công phá phòng tuyến của Nga trong bối cảnh cả hai bên đang chuẩn bị cho khả năng chiến sự kéo dài đến năm 2023. Sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, lực lượng Ukraine đã tiến vào và giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Bước tiến tại Kherson có thể tạo đà cho Ukraine tiếp tục thực hiện cuộc phản công. Trong khi đó, phía Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đã tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine hiện phải đối mặt với những trở ngại có nguy cơ làm chậm bước tiến và không bên nào tiến gần đến điều mà họ hình dung là chiến thắng. Các cứ điểm của Nga trên mặt trận được củng cố vững chắc hơn, nhiều chiến hào được đào sâu hơn, khiến Ukraine phải nỗ lực rất lớn để có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương. Địa hình ngập trong bùn lầy gây khó khăn cho các binh sĩ và phương tiện khi di chuyển. Chưa kể, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược. Binh sĩ thì bị kiệt sức sau thời gian dài chiến đấu không ngừng nghỉ. Nga đã rút thành công các đơn vị chiến đấu tốt nhất ra khỏi thành phố Kherson. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể tung các đòn tấn công mạnh mẽ ở những nơi khác. Một số nhà phân tích cho rằng một cuộc giao tranh ác liệt nhiều khả năng sẽ diễn ra bên ngoài Svatov, thành phố nhỏ ở khu vực Lugansk, nơi Nga kiểm soát từ tháng 3 năm 2022. Nga có thể chưa sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công lớn, nhưng đã tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ. Đồng thời, Nga mở chiến dịch không kích ồ ạt vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Một số nhà quan sát khác cho rằng giao tranh có thể tiếp tục bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong mùa đông nếu Ukraine tìm cách tận dụng lợi thế trước khi Nga huy động thêm nhiều binh sĩ để củng cố hệ thống phòng thủ.
Mặc dù Nga đã mất một số lượng đáng kể xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, nhưng nước này vẫn còn hàng nghìn phương tiện như vậy trong kho dự trữ. Các nhà máy sản xuất đạn pháo của Nga hiện đang làm việc với công suất gấp đôi, gấp 3 so với bình thường để giúp Moscow duy trì hỏa lực cho chiến dịch quân sự. Bất chấp lời kêu gọi đàm phán, Kiev và Moscow dường như đang thực hiện các bước chuẩn bị cho những cuộc giao tranh ác liệt. Giới chuyên gia nhận định, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở giai đoạn mà cả hai bên đều mệt mỏi, nhưng không bên nào sẵn sàng dừng chiến đấu. Thưa quý vị, Ukraine đang đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Nhiều khu vực nhiệt độ giảm sâu tới âm 2 độ C, tuyết phủ dày. Thời tiết khắc nghiệt tới mức chính phủ Ukraine được cho là đang cân nhắc sơ tán thủ đô Kiev để bảo vệ tính mạng người dân vì hệ thống sưởi ấm của thành phố không còn đảm bảo. Vài ngày trước, khi tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak tới thăm thủ đô Kiev, truyền thông đã phát đi những đoạn video tuyết phủ trắng, những chiếc xe tăng. Đây có lẽ là một phần nguyên nhân của cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra chậm lại. Các nhà phân tích cho rằng, việc Nga rút quân khỏi Kherson là một chiến lược có tính toán lợi thế trong chiến sự mùa đông sẽ dành cho bên phòng thủ. Việc di chuyển các phương tiện lớn, xe tăng và pháo hạng nặng cho các cuộc tấn công trở nên khó khăn hơn vì mưa, tuyết và bùn. Theo các nhà phân tích, quân đội Nga sẽ sử dụng những tháng tới để cố gắng tái thiết lực lượng và xây dựng phòng thủ, chờ thời tiết ấm lên. Trong khi đó, việc thiếu năng lượng sẽ là một bất lợi lớn cho quân đội Ukraine trong mùa đông này. Tuy nhiên, với những ai lạc quan hơn, xung đột Nga-Ukraine chậm lại cũng sẽ tạo ra cơ hội để các bên thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Dẫu vậy, để chờ đợi tới thời điểm ấy, người dân Ukraine có lẽ sẽ phải gồng mình chống chọi với mùa đông lạnh giá vừa bắt đầu. Theo CNN, hơn 10 triệu người Ukraine đang đối mặt với tình trạng không có điện. Những lo ngại về thiếu hụt năng lượng ở Ukraine ngày một lớn khi dự báo thời tiết trong tháng 12 tới cho thấy nền nhiệt trung bình ở Ukraine sẽ rơi vào khoảng từ âm 2 độ C cho đến 3 độ C. Để ứng phó với tình hình nhân viên ngành điện lực Ukraine đang phải làm việc ngày đêm để sản xuất điện, gấp rút sửa chữa các mạng lưới bị hư hại do giao tranh, cắt điện luân phiên để tránh tình trạng quá tải gây hư hỏng. Người dân Ukraine cũng được khuyến cáo phải tiết kiệm hơn, hạn chế ra ngoài để tránh bị lạnh và dự trữ đồ sưởi ấm cho một mùa đông dài đang đến. Chính phủ Ukraine có thể tính tới việc sơ tán thủ đô Kiev để bảo vệ tính mạng người dân do hệ thống sưởi ấm ở đây không còn đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11, phát biểu tại phiên họp thường niên lần thứ 68 của Hội đồng Nghị viện NATO ở Madrid, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán. Đó là lý do tại sao Kiev cần được cung cấp thêm vũ khí. Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc. Nó sẽ kết thúc ở một giai đoạn nào đó trên bàn đàm phán. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng kết quả của những cuộc đàm phán đó hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh trên chiến trường. Theo Tổng thư ký NATO, giải pháp chính trị hòa bình duy nhất là hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng cho biết các thành viên NATO phải chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Ukraine trong một thời gian dài, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp viện trợ nhiều hơn cho Kiev. Nếu chúng ta muốn một kết quả có thể chấp nhận được đối với Ukraine, cái tốt nhất là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận rằng sự hỗ trợ này có giá đối với các thành viên NATO. Ông cho biết ở các quốc gia NATO, nhiều người phải đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt, hóa đơn năng lượng và thực phẩm đang tăng lên. Đây là thời điểm khó khăn đối với nhiều người. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO lập luận rằng các nước phương Tây sẽ phải trả cái giá đắt hơn nhiều nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Mặt khác, ông Stoltenberg cũng cảnh báo rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu đánh giá thấp Nga bởi Moscow vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể và số lượng binh sĩ lớn. Trước đó, Nga nhiều lần khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để giải quyết vấn đề với Ukraine, đồng thời cáo buộc Kiev không sẵn sàng đối thoại và cố tình đưa ra các điều kiện đối thoại phi thực tế. Nga mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ và NATO tiến hành chống lại nước này. Moscow cũng chỉ trích việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó chỉ kéo dài chiến sự và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.